từ tất cả những kẻ phản diện của bộ, những phụ nhân của bộ phim mà mình đã xem qua. Cái chủ đề Halloween, thứ nhất mình lấy Joker, thứ hai mình lấy chú hề làm ác của cô trong bộ phim tiếp. Và những kẻ phản diện khác nữa mình không kể lên hết được, quá nhiều. Nhưng mà những kẻ phản diện này đều chung một mục đích, đó là hướng đến thực tế. Và thực tế mình sẽ làm việc mà hướng đến cuộc sống thành công của mình, thay vì chúng ta đã ấu tưởng về một cuộc sống mà chúng ta không bao giờ đạt được.